Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh quýt mò nguy hiểm, đó là bệnh nhi sinh năm 2013, ngụ huyện Ea Súp. Quýt mò thường được gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Ngày 7 tháng 6, bệnh nhi sốt cao liên tục, áp xe tuyến mang tai hai bên đã rạch, rỉ mũ máu, đi vệ sinh lỏng 5 lần mỗi ngày. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhi này dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Chẩn đoán hậu phẫu áp xe tuyến mang tai hai bên, nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, TD viêm màng não. Sau khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh Whitmore, ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ và đang tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đây là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và không được điều trị kịp thời. Ngay cả khi được chẩn đoán đúng bệnh, việc điều trị cũng vô cùng khó khăn và có nguy cơ tử vong cao.